Theo quan điểm của tôi thì nếu không có những nhà đầu cơ thì thị trường sẽ không sôi động. Và nếu như chỉ có những nhà đầu tư thì có lẽ thị trường khó mà có thể phát triển. Nói thật đầu tư chán lắm ấy. Đầu tư rất chán luôn. Nhưng mà cái đầu cơ ấy, nó cảm xúc lắm đấy. Đầu cơ hay đầu tư? Nếu mà phải chọn thì dĩ nhiên là tôi hay là anh Dũng là đều theo đầu tư. Mình thường hướng mọi người đến phương thức đầu tư. Chỉ có đầu tư thì mình mới gia tăng được lợi nhuận, và nó làm cho mình không mệt mỏi trong cái việc mà đầu tư. Đầu cơ là một lĩnh vực tuyệt đỉnh của thị trường khoán. Nếu thị trường khoán mà không đầu cơ, không có yếu tố đầu cơ thì không gọi gì là thị trường khoán. Nếu như bạn đầu cơ thì không khác gì bạn đang ngồi trên ghế điện. Đầu cơ được phải rất giỏi về phân kỹ thuật. Mục đích chính của em đó là em muốn kiếm tiền. Và đầu gì cũng được, nhưng mà em miễn là nó tạo ra cái tiền cho em. Đầu tư hay đầu cơ thì hai trường phái này đều là hai trường phái cần thiết trong chứng khoán, đúng không? Bởi vì đầu cơ là người quan tâm đến lợi nhuận nhiều hơn, còn đầu tư thì quan tâm đến cái giá trị nội tại của doanh nghiệp nhiều hơn. Dù đầu tư hay là đầu cơ thì các bạn cũng nên biết rằng là mình đang làm gì. Cái việc là mình biết mình làm gì ấy, nó là yếu tố tiên quyết để mà giúp mình có thể gọi là survive. Lẫn lộn giữa đầu tư và đầu cơ như thế thì cái xác suất mà mình bị thua lỗ nó rất là cao. Có lãi từ những cái hoạt động đấy thì nhiều khi nó là do may mắn là chính, chứ không phải là do những cái kỹ năng đầu tư hay là đầu cơ của bạn. Thật ra ấy, trong câu chuyện về đầu tư chứng khoán ấy, thì cái sự lựa chọn nó sẽ là yếu tố tiên quyết để quyết định rằng là bạn sẽ tồn tại ở thị trường này, bạn có thể có được lợi ích, lợi nhuận từ thị trường này, hay là bạn sẽ để lại gọi là một cái nấm mồ trên thị trường này hay không. Khi chúng ta lựa chọn cảm giác mạnh thì cái khả năng chịu đựng của chúng ta khi mà bị rơi xuống đất như thế nào,